Làm nhiều thì ăn nhiều, làm ít thì ăn ít, mà không làm thì sẽ không có ăn. Mà Huấn Hoa Tử đã dạy chúng ta rằng, cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực vô vi thực gì thì mình không biết, nhưng mình biết chắc chắn rằng không làm thì sẽ không có ăn. Mà làm thì phải nghiêm túc, làm những việc có ích cho xã hội, cho mọi người và đặc biệt cho chính bản thân chúng ta nữa. Trong khi mà bóp tiền đang bị bóp chặt bởi dịch Covid-19, nhưng mà có những người vẫn vì đồng tiền mà làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. Biết bao nhiêu công sức chống dịch của chúng ta trong hơn nửa năm qua. Mày khá là buồn và có thể nói rằng những người như vậy phải có da mặt rất dày mới có thể làm được những điều như vậy. Thậm chí nó còn dày hơn cả một cái miếng lót chuột có thể sạc không dây mà ngày hôm nay mày muốn mang tới cho bạn trong series phụ kiện siêu rẻ. Và ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của ngày hôm nay thôi nhé. Đầu tiên, xét về phần vỏ thì nó đúng kiểu sang sạch và đơn giản. Không có gì để chê trừ cái việc mà chúng ta vận chuyển hơi chán nên nó bị meo méo, nhưng mà không bị meo méo mèo mèo đâu nha. Và để sử dụng được thì chúng ta cần phải có một cái thiết bị hỗ trợ chuẩn QI, Android hay là iOS đều được. Không phải là anh từ ai bước đến ở đây rồi ra anh Trương Phương. Về phần bát chuột thì sẽ có hai khu vực. Khu vực đúng là cái bát chuột và khu vực vẫn là cái bát chuột nhưng mà chúng ta lại không dùng để lo chuột mà dùng để sạc. Thì chúng ta sẽ dùng đầu sạc micro USB để cắm điện cho nó và cứ thế sử dụng thôi. Và xin thưa, cái cáp sạc micro USB này khi mà chúng ta mua thì cũng đã được trang bị kèm với cái lo chuột này rồi. Và các bạn phải để ý nha, bởi vì sử dụng cái bát chuột này nó hơi bị khó khăn một chút. Có vẻ như là nó được tích hợp tính năng của game dò mìn, khi mà chúng ta phải để đúng cái vị trí sạc của nó thì nó mới nhận. Không thôi là nó nhất quyết không sạc, dù bạn có van lại hay quỳ xin nó thì vẫn không sạc. Nhưng mà khi mà chúng ta để đúng rồi thì nó vẫn sẽ xài bình thường. Nhưng được cái là nó đẹp, nó khá là dễ xài với cái chất da nhám này. Sờ vào thì mình cũng có một cái cảm giác dễ chịu nhưng hơi có một mùi da tổng hợp. Về phần chức năng thì nó có đầy đủ cả. Tất cả những cái thông tin quan trọng và cần thiết thì đã được ghi chi tiết ở trên cái vỏ hộp này rồi. Và đặc biệt của đặc biệt là nó không tăng giá, giảm giá hay thậm chí là có ý định độn giá. Chứ không như vài người ở trong nhà có vài trăm hộp khẩu trang. Thay vì chúng ta bán với một mức giá ổn định để có thể chung tay đẩy lùi dịch bệnh, thì đây, nó bán với một mức giá gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần, khiến cho cái tình trạng mà thiếu khẩu trang ở trong xã hội này ngày càng trầm trọng. Ngoài ra thì đây là một sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chứ không phải là thoát ẩn thoát hiện và mang bệnh làm khổ y tá, bác sĩ và công sức của biết bao nhiêu con người. Và đây là một cái sản phẩm được làm bằng da, mẹ là da tổng hợp nữa, nên là chúng ta cần phải hạn chế để nước dính vào. Vì vốn dĩ là nó cũng không nên có nước hay là mất nước. Và như vậy thì trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng thì không nên sử dụng ở một môi trường ẩm ướt nha. Và cái bát chuột này của chúng ta thì được làm theo dạng mặt phẳng, chứ không hề lươn lẹo như những người đến giờ này vẫn nghĩ là đeo khẩu trang không hề có cái tác dụng gì ở một cái đất nước của những giấc mơ. I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear. Things gotta breathe. Về tốc độ sạc của nó thì không được nhanh như cái việc mà chúng ta cắm sạc bình thường, bởi vì cái công suất của nó chỉ đạt ở cái mức độ là 5W thôi. Nhưng mà nếu như ai hay làm mất cáp sạc như mình thì nó cũng thực sự rất là hữu dụng. Và khi mà tổng kết lại với một mức giá là 270k thì cũng đẹp này, sạc cũng được mặc dù hơi lâu, thì đây là một cái sản phẩm có thể chấp nhận được cho những ai mà hay quên và không muốn mang quá nhiều cáp sạc khi mà chúng ta đi ra ngoài. Và tới đây thì video cũng đã kết thúc rồi. Như đã nói thì tuần sau các bạn muốn mình làm về những phụ kiện nào thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Mày bye đây. Bye.